Dạ chào kênh LTK, dạ chào tất cả cô chú anh chị em trên mọi miền Tổ quốc. Dạ em tên Thoại, em ở cái sách Sóc Trăng. Dạ hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2022. Dạ em có là 18 hồi quế xin vô lưu cùng cô chú anh chị em ạ. Dạ rồi, dạ, để không làm mất thời gian của cô chú thì đầu tiên em xin vào phôi số 1. Dạ lô này là lô B nha cô chú. Dạ em tên Thoại, em ở cái sách Sóc Trăng. Dạ, dạ số điện thoại lưu của em là 0347 382874. Dạ cũng là số Zalo của em nghe cô chú. Rồi dạ đầu tiên thì em xin vào phôi số 1. Dạ là lô này là lô B nha cô chú. Đây nguyên một con thú nha cô chú, thú và cúc cành. Đây cúc cành nó đóng nha cô chú. Đó đó, cúc cành đóng nha cô chú. Cây này rất là già cây luôn nha cô chú, nguyên một con thú luôn nha cô chú. Đây cái đuôi nó nghe cô chú. Đó rồi em xin đổi chiều cao của nó. Dạ chiều cao của nó tới mặt bầu là 72 của chú. Dạ chiều cao nó tới mặt bầu là 72. Đây cúc cành nó đóng nha cô chú, thú mà cúc cành. Đó đây cúc cành nó đóng nha cô chú. Của em là lá sắn bông chùm siêu bông nha cô chú, nguyên một con thú luôn. Rồi nuôi đế cho cô chú xem giùm em. Đây cô chú xem đế nó nè. Đây đế nó nghe cô chú. Đó nguyên cái ức nó nghe cô chú. Đây nguyên cái ức nó nghe cô chú. Đấy là cọng to to không nghe cô chú. Đây mình xem vào với cô chú, mình xem cho rõ. Rồi mình xin nó hoành của nó. Dạ hoành nó tại trí này là 54 với cô chú. Dạ hoành nó tại trí này là 54. Em đo cái đường kính bầu của nó. Dạ cái đường kính bầu của nó là 66 với cô chú. Dạ phôi số 1. Dạ phôi số 1 này em xin vô lưu với giá là 4 triệu. Dạ phôi số 1. Lô này là lô B nha cô chú. Dạ phôi số 1 em xin vô lưu với giá là 4 triệu. Nguyên một con thú luôn nha cô chú. Rồi đổi cây. Dạ, tiếp theo là phôi số 2. Là một cây lùng nha cô chú. Đây có chữ A đó nghe cô chú. Có chữ A đó nghe cô chú. Đây dòng chữ C nhẹ cô chú. Đây đó dòng chữ C nhẹ nè cô chú. Cây lùng nhìn rất là duyên cây nghe cô chú. Dạ lô là lô B. Xem dòng cô chú mình xem cho rõ. Rồi em xin đo chiều cao của nó. Dạ chiều cao nó tới mặt bầu là 50 của chú. Dạ chiều cao nó tới mặt bầu là 50. Này dám thở. Dạ. Đây, cây này rất là mạnh cây nha cô chú. Đây nó cũng có bông nha cô chú. Đây, nó đang ra bông. Đó. Cây lùng. Dạ anh quay đế cho cô chú xem giùm em. Đây, đế nó nghe cô chú. Đó, đế nó bắp bự bự nha cô chú. Đó. Cây lùng nhìn rất là duyên cây luôn nha cô chú. Rồi, em xin đo cái hoành của nó. Dạ hoành nó tại vị trí này là 46 rồi cô chú. Dạ hoành nó là 46. Rồi cái củ của nó. Củ của nó là 88 rồi cô chú. Củ nó là 88. Dạ phôi số 2. Dạ lô là lô B. Dạ phôi số 2 này em xin vô lưu giá là 3.100.000. Dạ lô là lô B. Dạ phôi số 2 em xin vô lưu giá là 3.100.000. Rồi đổi cây. Dạ tiếp theo là phôi số 3. Dạ phôi số 3. Cái trực cúc cành này cô chú. Cây này rất là già cây à. Đây cô chú xem cúc cành đường thân nó giùm em. Gần guốc nha cô chú. Đó, gần guốc nè. Rồi, em xin đo chiều cao của nó. Dạ chiều cao của nó là tới mặt bầu là 95 nha cô chú. Dạ chiều cao của nó là 95. Đây, cúc cành đó nghe cô chú. Nuôi cúc cành cho cô chú xem em. Đó, cây này rất là già cây à. Gân guốc nha cô chú. Đó. Anh quay đế cho cô chú xem em. Đế nó nghe cô chú. Dạ. Đế nghe cô chú. Đó. Vậy xem vòng cho cô chú mình xem cho rõ.
Rồi, em xin đo hoành thân của nó. Dạ hoành nó tại vị trí này là 60 cô chú. Dạ hoành nó tại vị trí này là 60. Dạ phôi số 3B, lô này là lô B cô chú. Dạ phôi số 3 này em xin cho lưu giá là 4.300.000. Dạ đem đôi đường kính bầu cho cô chú mình xem. Dạ đường kính bầu nó là 60 cô chú. Đường kính bầu nó là 60. Rồi, đổi cây. Dạ tiếp theo là phôi số 4. Cũng là một cây lùng nha cô chú. Cây này nó già cây nữa. Nó lũa cô chú ơi, em bán giá cho cô chú mình dễ chơi luôn. Đây, cúc cành đó nè nghe cô chú. Cô chú xem cúc cành giùm em. Dạ, anh quay mấy cái lũa này cho cô chú xem giùm em. Rồi, em xin đo chiều cao. Cái chiều cao của nó là 55 nha cô chú. Chiều cao nó tới mặt bầu là 55. Này mấy cái lỗ nó nè cô chú. Đây, nó cứng hết rồi nè cô chú. Nó quá đá rồi. Bán giá cho cô chú mình dễ chơi luôn. Đó. Nó quá đá nè cô chú. Cái nào có một lỗ gì thì em nói, em báo cho cô chú mình gõ. Cây này rất là già cây, già nó lũa, không sao cô chú ơi. Rồi anh quay đế cho cô chú xem giùm em. Đây, bệ đế nè cô chú. Đó. Đế nè cô chú. Cây này rất là già cây luôn rồi. Đây. Rồi em xin đo hoành của nó. Cái hoành nó tại chí này là 54 cô chú. Cái hoành nó tại chí này là 54. Dạ phôi số 4 này em xin giao lưu giá là 2.500.000. Dạ phôi số 4 em xin giao lưu giá 2.500.000. Rồi đổi cây. Dạ, tiếp theo là phôi số 5. Dạ phôi số 5, dạ lô này là lô B cô chú. Rồi cô chú xem đường thân cúc cành giùm em. Cúc cành nó đóng đều hết nha cô chú. Đó. Này nhanh chơi luôn cô chú ơi, về là mình chơi liền được. Này về là mình vô chậu mình chơi liền. Là nó đang ra bông hết nha cô chú. Cây rất là già cây. Rễ cám đầy hết nha cô chú. Rồi, em xin đo chiều cao của nó. Dạ chiều cao của nó tới mặt bầu là 150 nha cô chú. Dạ chiều cao nó tới mặt bầu là 150. Dạ, cô chú xem cúc cành nó đó. Đây. Đây nó đang ra bông nè cô chú. Bông này bông chùm không nghe cô chú. Đó. Bông chùm không nghe cô chú. Này cúc cành nó đóng đều nghe cô chú. Đó. Tới ngọn luôn. Này là về là mình chơi liền được. Nhanh chơi luôn cô chú ơi. Này cúc cành nó đóng tới dưới đây luôn nghe cô chú, đều hết. Đó, thân thì lắc lượng. Thân nó lắc nghe cô chú. Gần guốc. Rồi anh quay đế cho cô chú xem giùm em. Đây. Cái cụ đế nè nghe cô chú. Đây. Đó. Dạ rồi em xin đo hoành của nó. Dạ hoành nó tại chí này là 58 nè cô chú. Dạ hoành nó tại chí này là 58. Đó cái củ đế của nó. Dạ cái củ đế của nó là 103 nha cô chú. Là củ của nó là 103. Dạ phôi số 5. Dạ phôi số 5 này là em xin giao lưu giá là 4 triệu. Phôi số 5 em xin giao lưu giá là 4 triệu. Dạ em bao sống bao ship toàn quốc. Dạ em tên thoại mở cái sách Sóc Trăng. Dạ số điện thoại giao lưu em là 0347 382874. Dạ cũng là số giao lưu em đang nghe cô chú. Rồi đổi cây. Rồi dạ tiếp theo là phôi số 6. Dạ lô này là lô B nha cô chú. Cũng là một cây trực. Cúc cành. Cô chú xem đường thân với cúc cành đó giùm em. Đó cúc cành nó đóng. Cây này rất là già cây luôn nghe cô chú. Rồi em xin đo chiều cao của nó. Dạ chiều cao của nó tới mặt bầu là 150 nha cô chú. Hết thước dây. Dạ chiều cao nó là 150. Để cô chú xem đường thân cúc cành đó giùm em. Này cúc cành nó đóng nha cô chú. Vậy là mình chơi liền được cô chú ơi. Cây rất là già cây. Đó, cúc cành nó đóng nha cô chú. Đều nha cô chú. Rồi, quay đế cho cô chú xem giùm em. Đây, bệ đế nha cô chú. Rễ cám nhiều lắm, rất là mạnh cây luôn nha cô chú. Đây,
Đế nó nghe cô chú. Cây này rất là già cây luôn cô chú ơi. Về mình khai thác đế thêm giùm em. Đó, bắp bự bự luôn cô chú. Rồi, em xin đo hoành của nó. Chiều hoành nó tại vị trí này là 60 cô chú. Chiều hoành nó tại vị trí này là 60 cô chú. Dạ phôi số 6. Dạ phôi số 6 này em xin vô lưu giá là 4 triệu. Dạ phôi số 6 em xin vô lưu giá là 4 triệu. Dạ phôi số 6 em xin vô lưu giá là 4 triệu. Rồi, thở cây. Và tiếp theo là phôi số 7. Cũng là một cây phong cao cốt cành nghe cô chú. Đây, cô chú xem đường thân nó giùm em. Đường thân của nó lắc lượng nghe cô chú. Nó lắc tới ngọn luôn. Rồi, em xin đo chiều cao của nó. Đo hạo hạo chiều cao nữa nghe cô chú. Dạ chiều cao của nó tầm khoảng 2,5 m nghe cô chú. Dạ chiều cao nó tầm khoảng 2,5 m. Cây này rất là già cây luôn nghe cô chú. Đó. Đó. Thân nó lắc nè cô chú. Gần guốc. Lắc tới ngọn nè cô chú. Đó, cốt cành nó đóng đều hết trơn nè. Về là mình chơi thôi, nhanh chơi luôn cô chú ơi. Nó đang có bông nữa. Đó. Đó, cốt cành nó đóng nè cô chú. Đều hết tới đây luôn. Cây này rất là già cây rồi. Rồi cô chú xem đế giùm em. Đó, nồi đế cái này là mối nha cô chú. Cái này là mối. Em không khai thác sợ nó đứt rễ cám á. Dạ, để cho nó mạnh cây mình thôi. Em sợ khui ra nó đứt rễ. Dạ, không có mục lúa hết. Nếu nào có mục lúa thì em báo cho cô chú mình biết. Đây, đế nó nghe cô chú. Đó. Cây này rất là già cây luôn cô chú ơi. Rồi, em xin đo hoành của nó. Dạ hoành nó tại chí là 52 cô chú. Thì hoành nó tại chí là 52. Dạ cái đường kính bầu của nó. Dạ đường kính bầu nó là 70 cô chú. Dạ đường kính bầu nó là 70. Dạ phôi số 7 này em xin vô lưu giá là 4 triệu. Dạ phôi số 7 em xin vô lưu giá là 4 triệu. Dạ em bao sống bao ship toàn quốc. Dạ phôi số 7 em xin vô lưu giá là 4 triệu. Dạ em tên thoại em mở cái sách Sóc Trăng. Rồi đổi cây. Dạ số điện thoại Zalo của em là 0347 382874. Dạ cũng là số Zalo của em nghe cô chú. Cây này rất là nặng luôn nghe cô chú. Cây này rất là nặng nghe cô chú. Phí ship cũng cao nghe cô chú. Cây này rất là nặng cây. Dạ phôi số 8. Dạ luôn là lưu B nghe cô chú. Cây này nhìn rất là lực cây. Gần guốc. Rồi em xin đo chiều cao của nó. Dạ chiều cao của nó, chiều cao của nó là tầm khoảng 2,5 m nha cô chú. Dạ chiều cao nó tầm khoảng 2,5 m. Đo cái tán ngang của nó. Dạ tán ngang của nó là 74 nha cô chú. Tán ngang nó là 74. Cô chú xem đường thân với cốt cành nó giùm em. Đây cốt cành nó cũng lớn nha cô chú. Đó cốt cành nó lớn lớn nha cô chú. Đây đang ra bông nè cô chú. Đây đang ra bông. Đó cây này rất là mạnh cây luôn. Gân guốc nha cô chú. Đây, đây, gần gút nè cô chú. Đó. Cốt cành nó đóng nè cô chú. Cốt cành lớn lớn nè cô chú. Đó. Đây, gần gút nè cô chú. Đó. Cây rất là già cây luôn. Đây, gần gút không nghe cô chú. Đó. Rồi, anh quay đế cho cô chú xem em. Đây, đế nó nè cô chú. Nguyên có chữ A luôn nghe cô chú. Đây, đế nè. Đó. Đế đều hết nè cô chú. Cây nhìn rất là lực cây luôn. Gân guốc. Đây, cốt cạnh nó to to mà cô chú. Em đo cái cốt cạnh đó cho cô chú xem. Cái cốt cạnh nó là 20 nha cô chú. Cái cốt cạnh nó là 20. Rất là lớn luôn. Rồi em xem trọng cho cô chú mình xem rõ. Em đo hoành của nó. Dạ rồi em xin đo hoành của nó.
Chợ Hoành nó tại vị trí này là 66 nha cô chú. Chợ Hoành nó tại vị trí này là 66. Sát xuống đây. Chạm đôi. Sát xuống đây một xíu. Cái cũ của nó là 95 nha cô chú. Cô đặt nó là 95 nha cô chú. Rồi xích lên cái mí này một xíu. Là còn cũng 83 nha cô chú. Xích lên đây cũng là 83. Cũ dưới là 90 mấy nha cô chú. Cũ dưới đây là 90 mấy. Dạ em đo cái đường kính bầu của nó. Dạ cái đường kính bầu của nó là 83 cô chú. Đường kính bầu của nó là 83. Cây này nhìn rất là lực cây luôn nha cô chú. Dạ phôi số 8. Nè, đế nó nghe cô chú. Dạ phôi số 8 này em xin vô lưu với giá là 7 triệu. Dạ phôi số 8 em xin vô lưu với giá là 7 triệu. Dạ phôi số 8 em xin vô lưu với giá là 7 triệu. Cây rất là lực cây, nhìn rất là lực cây, gân guốc, cốt cành đóng đều hết nha cô chú. Về là mình chơi liền luôn cô chú ơi. Rồi đổi cây. Cây này rất là nặng luôn nha cô chú. Rồi cô chú xem đường thân cốt cành giùm em. Cây này bầu rất là nặng cô chú ơi. Phí ship cũng cao lắm cô chú ơi. Rồi em xin đo chiều cao của nó. Dạ, chiều cao của nó khoảng hạo hạo và chiều cao của nó phải tầm 2,5 mét nha cô chú. Chiều cao nó tầm khoảng 2,5 mét. Cái tán ngang của nó là 82 cô chú. Tán ngang của nó là 82. Dạ cô chú xem đường thân với cốt cành đó giùm em. Cây này nó rất là nâng cây luôn nha cô chú. Đây cốt cành nó là nha cô chú, đóng đều hết. Về là mình chơi liền được rồi cô chú ơi. Nhanh chơi luôn. Nó đang ra bông nha cô chú. Đây, nó đang ra bông hết nha cô chú. Cây rất là già cây. Nó nâng cây. Đó, cốt cành nó đóng đều hết nha cô chú. Đây. Đó, cốt cành bỏ đều hết nha cô chú. Về là mình chơi liền là quá đẹp luôn. Rồi, để anh quay đế cho cô chú xem em, cô chú xem đế giùm em. Đây, đế nó nghe cô chú. Cọng to to không nghe cô chú. Đây, đế nó nghe cô chú. Đây. Đều nè cô chú. Đây, anh cho cô chú xem cái này giùm em. Cái này là nó quá đá rồi cô chú, nó cứng hết rồi, không ăn gì thêm hết á. Đây. Đó, nó không ăn gì thêm hết á. Cứng rồi nghe cô chú. Nó không ảnh hưởng gì tới cây mình hết á. Nó cứng rồi. Rồi, em xin đo hoành của nó. Dạ hoành của nó tại trí này là 67 nha cô chú. Dạ hoành nó tại trí này là 67. Cái đường kính bầu của nó. Dạ đường kính bầu của nó là 90 cô chú. Đường kính bầu nó là 90. Dạ phôi số 9. Dạ phôi số 9 này em xin vô lưu giá là 5.500.000. Dạ phôi số 9 em xin vô lưu giá là 5.500.000. Dạ phôi số 9 em xin vô lưu giá là 5.500.000. Cây rất là nâng cây luôn nha cô chú. Đây. Rất là nâng cây luôn nha cô chú. Đó. Nó nâng cây này cô chú. Cốt cành lớn. Rồi, đổi cây. Dạ tiếp theo là phôi số 10. Và một cây phong cao cốt cành nè cô chú. Cô chú xem đường thân với cốt cành giùm em. Rồi, em xin đo chiều cao của nó. Dạ chiều cao của nó. Này chiều cao của nó khoảng 2,2 m cô chú. Chiều cao nó khoảng 2,2 m. Chiều cao nó tới mặt bầu khoảng 2,2 m. Dạ, cô chú xem đường thân với cốt cành giùm em. Đây, cốt cành đã đóng nè cô chú. Đều hết nè cô chú. Đó, cây này về là mình chơi liền nữa nè cô chú. Nó đang là lú bông hết nè cô chú. Đó, cốt cành đã đóng tới ngọn luôn à. Bắt đều hết nè cô chú. Đó. Cây rất là già cây.
Rồi cô chú xem đế giùm em. Đây đế nó nghe cô chú. Đây đế nè. Cây rất là già, cây nhìn rất là lực cây luôn nghe cô chú. Mình về là mình nhanh chơi luôn cô chú ơi. Rồi thì em xin đo hoành của nó. Dạ hoành nó tại 9 này là 54 mấy cô chú. Hoành nó tại 9 này là 54. Hoành nó là 54. Cái đường kính bầu của nó. Dạ đường kính bầu của nó là 76 mấy cô chú. Đường kính bầu nó là 76. Dạ phôi số 10 này em xin giao lưu với giá là 4 triệu. Dạ em bao sóng bao ship toàn quốc. Dạ số điện thoại lưu của em là 0347 382874. Dạ cũng là số giao lưu của em nghe bà con. Dạ em tên Thoại mở cái sách Sóc Trăng. Rồi đổi cây. Cây này rất là nặng luôn nghe cô chú. Dạ tiếp theo là phôi số 11. Cô chú xem đường thân cái cốt cành giùm em. Rồi em xin đo chiều cao của nó. Thì chiều cao của nó tầm khoảng 2m3 cô chú. Thì chiều cao của nó tầm khoảng 2m3 tới mặt bầu. Dạ cô chú xem đường thân nó với cốt cành nó giùm em. Dạ cốt cành nó đã bắt tới ngọn luôn cô chú. Cây này đúng bông chùm, siêu bông này cô chú. Cây này bông quá bông luôn. Đó, đang ra bông luôn nè cô chú. Đây. Đây, nó đang ra bông nè cô chú. Cây nhìn rất là lực cây luôn. Đây, cái cốt cành nó lớn lớn nè cô chú. Đây, cốt cành nó lớn lớn không? Đo thử một cốt cành cho cô chú xem. Đây cốt cành nó là 14 nè cô chú. Cốt cành nó 14. Cốt cành nó lớn lớn nè cô chú. Đây, cốt cành nó bắt đều hết nè cô chú. Cây này đang ra bông rất nhiều luôn. Về là mình chơi liền được. Đây, cái ra bông nữa nè cô chú. Rồi, mình quay đế cho cô chú xem giùm em. Đây. Thì đế nữa nè cô chú. Đây, đế nè. Sạch hết nè cô chú. Đó. Cái em về em nhanh chơi luôn. Đó, sạch hết nè cô chú. Đó. Đây. Sạch đế hết nè cô chú. Này còn khai thác nữa mà em không có khai thác á. Về cô chú khai thác giùm em. Đó. Sạch hết nè cô chú. Rồi. Em xin đo hoành thân của nó. Dạ hoành nó tại 9 này là 60 cô chú. Dạ hoành nó tại 9 này là 60. Một thân lên thôi. Dạ. Xích lên đây một xíu. Là 44 cô chú. Dạ 44. Em đo cái đường kính bầu của nó. Dạ đường kính bầu của nó là 72 cô chú. Dạ đường kính bầu nó là 72. Dạ phôi số 11. Dạ phôi số 11 này lô là lô B cô chú. Dạ phôi số 11 em xin giao lưu giá là 6.500.000. Dạ phôi số 11 em xin giao lưu giá là 6.500.000. Cây này về là mình nhanh chơi luôn cô chú ơi. Rồi đổi cây. Dạ tiếp theo cũng là một cây phong cao cốt cành này cô chú. Cây này rất là già cây. Gần gút nghe cô chú. Rồi, em xin đo chiều cao của nó. Dạ chiều cao của nó 150 nghe cô chú. Chiều cao nó 150 tới mặt bầu. Rồi, cô chú xem đường thân, thân nó lắc nghe cô chú. Đó. Cây này rất là già cây luôn. Đó, cốt cành nó đóng nghe cô chú. Đây nè, siêu bông nghe cô chú. Đúng lá quắn siêu bông nghe cô chú. Đang ra bông nè. Đang ra bông. Cốt cành nó bắt đóng đều nè cô chú. Đó, tới ngọn luôn. Cây này về mình chơi liền là được. Nhanh chơi luôn cô chú ơi. Đây, bông quá bông luôn cô chú ơi. Đây rồi, anh quay đế cho cô chú xem giùm em. Đây, đế nó nè cô chú. Cây này rất là già cây luôn. Đó, đế nó nè cô chú. Đó. Nhìn rất là lực cây luôn. Đó, đế nó nè cô chú. Đó. Đó đế này cô chú. Xem vòng cho cô chú mình xem cho rõ. Rồi em xin đo hoành thân của nó. Dạ hoành nó tại 9 này là 58 đấy cô chú. Dạ hoành nó tại 9 này là 58. Cái đường kính bầu em đo đường kính bầu nó cho cô chú xem. Dạ đường kính bầu của nó là 78 đấy cô chú. Dạ đường kính bầu nó là 78.
Dạ, phôi số 12 này em xin cho lưu giá là 4.300.000. Dạ, phôi số 12 em xin cho lưu giá là 4.300.000. Rồi, đổi cây. Dạ, tiếp theo là phôi số 13. Dạ, tiếp theo là phôi số 13. Một cây trực cốt cành nè cô chú. Rồi, em xin đo chiều cao của nó. Dạ, chiều cao của nó là 115 tới mặt bầu nha cô chú. Dạ, chiều cao nó là 115. Cô chú xem đường thân cốt cành giùm em. Đây, thân nó lắc nè cô chú. Đó, thân nó lắc nè cô chú. Đây, thân lắc nó nghe cô chú. Nó đang bông của nó bông chùm, đúng bông chùm luôn nghe cô chú. Đây, bông nó đúng bông chùm luôn nghe cô chú. Đó, đúng lá quắn bông chùm. Dạ, đây lá quắn bông chùm luôn nghe cô chú. Đúng lá quắn bông chùm, siêu bông nghe cô chú. Đây, cái đường thân nó lắc nghe cô chú. Cốt cành nó đã bắt nè, đều nghe cô chú. Cây rất là mạnh cây, già cây lắm rồi cô chú ơi. Rồi anh quay đế cho cô chú xem giùm em. Đây, đế nó nghe cô chú. Đế nghe cô chú. Đế này nghe cô chú. Đây, nồi đế này nghe cô chú. Nhìn rất là đẹp luôn nghe cô chú. Rất là viên cây. Đó, đế này nghe cô chú. Mình sang vòng với cô chú mình xem cho rõ. Đó, nồi đế luôn nghe cô chú. Dạ rồi, em xin đo hoành của nó. Dạ, hoành nó tại chí này là 55 nha cô chú. Dạ, hoành nó tại chí này là 55. Em đo cái đường kính bầu của nó. Dạ, đường kính bầu của nó là 65 nha cô chú. Dạ, phôi số 13 này em xin cho lưu giá là 3.500.000. Dạ, phôi số 13 em xin cho lưu giá là 3.500.000. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo là phôi số 14. Là một cái chật cốt cành đó nghe cô chú. Dạ, phôi số 14. Rồi, em xin đo chiều cao của nó. Dạ, chiều cao của nó là 70 cô chú. Dạ, chiều cao của nó là 70. Đây, cốt cành nó đóng nè, đều nè cô chú. Bán giá đây cô chú mình dễ chơi luôn. Rồi, anh quay đế cho cô chú xem em. Đây, đế nó nè cô chú. Còn khai thác nữa mà mình em không khai thác nha cô chú. Để cho mạnh cây về cô chú mình khai thác thêm. Rồi, em xin đo hoành của nó. Dạ, hoành của nó tại chí này là 42 cô chú. Dạ, hoành nó là 42. Dạ, phôi số 14. Dạ, phôi số 14 em xin cho lưu giá là 1.400.000. Dạ, phôi số 14 em xin cho lưu giá là 1.400.000. Rồi, đổi cây. Dạ, tiếp theo là phôi số 15. Là một cây trực cốt cành nha cô chú. Một cây trực cốt cành. Rồi, em xin đo chiều cao của nó. Dạ, chiều cao của nó là 93 tới mặt bầu. Dạ, chiều cao nó là 93 tới bầu. Này, cốt cành nó này nghe cô chú. Bán giá cho cô chú mình dễ chơi luôn. Đây, cốt cành nó nghe cô chú. Rồi, anh quay đế cho cô chú xem em. Đế này nghe cô chú. Rồi, em xin đo hoành của nó. Dạ, hoành nó tại chí này là 40 cô chú. Dạ, hoành nó tại chí này là 40. Dạ, phôi số 15 này em xin cho lưu giá là 1.000.000. Dạ, phôi số 15 em xin cho lưu giá là 1.000.000. Dạ, em bao sống bao ship toàn quốc. Rồi, đổi cây. Dạ, tiếp theo là phôi số 16. Dạ, tiếp theo là phôi số 16. Rồi, em xin đo chiều cao của nó. Dạ, chiều cao của nó tới mặt bầu là 100 đây cô chú. Cũng là một cái trực cốt cành. Rồi. Đây, cốt cành nó nghe cô chú. Nó đang ra bông nghe cô chú. Cái trực cốt cành. Đây, cây quế nó có thêm cây mai nữa nghe cô chú. Quế nó cặp bên này mình mua làm lề thêm cây mai nữa nghe cô chú. Dạ, mai vàng. Đây, anh quay đế cho cô chú xem em. Đó, đế nó nè cô chú. Ai mua cây này thì mình lề thêm cây mai nữa. Rồi, em xin đo hoành của nó.
Dạ quanh đó. Lộn thước dây rồi của chú ơi. Dạ quanh của nó tại trí này là 35 đi cô chú. Dạ quanh nó là 35. Dạ phôi số 16 xin giao lưu với giá là 1 triệu. Dạ phôi số 16 xin giao lưu với giá là 1 triệu. Rồi đổi cây. Dạ số điện thoại giao lưu của em là 0347 382874. Dạ em tên thoại mở cái sách Sóc Trăng. Dạ lô này là lô B của chú. Dạ tiếp theo là phôi số 17. Đây. Thằng nó lắc nghe cô chú. Cúc cạnh nó nè nghe cô chú. Đó. Bán giá đi cô chú mình dễ chơi luôn. Cúc cạnh nó nè nghe cô chú. Lắc. Rồi em xin nói chiều cao của nó. Dạ chiều cao của nó tới mặt bầu là 116 nha cô chú. Dạ chiều cao nó tới mặt bầu là 116. Đây cúc cạnh nó đóng nghe cô chú. Thân nó lắc nè. Đó. Thân nó lắc nè cô chú. Bán giá cho cô chú mình dễ chơi luôn. Anh quay đế cho cô chú xem giùm em. Đây đế nó nghe cô chú. Đó. Cây nhỏ mà thân nó lắc nghe cô chú. Cúc cạnh đóng đều. Rồi em xin đo quạnh của nó. Dạ quạnh nó là 30 cô chú. Dạ quạnh nó là 30. Dạ phôi số 17 em xin vô lưu giá là 900.000. Dạ phôi số 17 em xin vô lưu giá là 900.000. Rồi đổi cây. Dạ tiếp theo là phôi số 18. Dạ cũng là phôi cuối clip của em nha cô chú. Dạ mong cô chú ủng hộ em. Dạ phôi số 18 cũng là phôi cuối clip của em nha cô chú. Một cái trực cốt cành. Rồi em xin đo chiều cao của nó. Dạ chiều cao nó là tới mặt bầu là 85 nha cô chú. Dạ chiều cao nó tới mặt bầu là 85. Dạ, anh quay cốt cành cho cô chú xem giùm em. Cô chú xem cúc cạnh với đường thân giùm em. Cây rất là già cây nha cô chú. Đó, cúc cạnh nó đóng nha cô chú. Rồi anh quay đế cho cô chú xem em. Đây đế nó nghe cô chú. Đó, đế điệu nha cô chú, cây rất là mạnh cây luôn, rễ cám nha cô chú. Đó. Dạ lô này là lô B cô chú. Đây, đế nó nghe cô chú. Quay vòng cho cô chú mình xem cho rõ. Rồi, em xin đo hoành của nó. Dạ hoành nó tại trí này là 47 nha cô chú. Dạ hoành nó là 47. Dạ phôi số 18 cũng là phôi clip của em. Dạ phôi số 18 này em xin giao lưu giá là 1.700.000. Dạ em bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi, đọc địa chỉ xuống. Dạ địa chỉ của em là em tên thoại mở cái sách Sóc Trăng. Dạ số điện thoại giao lưu của em là 0347 382874. Dạ cũng là số Zalo em nghe cô chú. Dạ mong cô chú ủng hộ em. Dạ em xin chân thành cảm ơn. Dạ chúc cô chú nhiều sức khỏe. Dạ chào cô chú.